Mời quý vị và các bạn theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Trong một thông tin sức khỏe ngày hôm nay là những thông tin về tình trạng dị ứng thời tiết cũng như những nguyên nhân gây dị ứng thời tiết, dấu hiệu nhận biết dị ứng thời tiết. Trước hết là cách xử lý khi bị dị ứng thời tiết. Đối với các trường hợp bị dị ứng thông thường, một số mẹo nhỏ sau đây sẽ giúp bạn phòng tránh được căn bệnh này. Ngay khi thấy có biểu hiện dị ứng đầu tiên, bạn có thể dùng bột khoai tây thoa lên vùng da bị dị ứng khoảng 20 phút, nên làm đều đạn mỗi ngày 2 lần cho đến khi những biểu hiện của bệnh dị ứng biến mất ngoài ra bạn cũng có thể pha chanh với một cốc nước ấm cùng một chút mật ong uống vào buổi sáng sớm khi thức dậy uống đều đặn trong một vài tháng cách làm này giúp cải thiện hệ thống miễn dịch trong cơ thể làm giảm nguy cơ bị dị ứng đơn giản hơn bạn có thể dùng một ít trà xanh đun với nước rồi pha với mật ong cách này có tác dụng chữa trị khi bạn mắc dị ứng Điều quan trọng nhất là người bệnh phải chú ý quan sát, nhận biết cái yếu tố gây dị ứng, từ đó phòng tránh tiếp xúc. Ví dụ cần sử dụng các loại kem dưỡng ẩm cho da đối với những người dị ứng với thời tiết lạnh hoặc giữ cơ thể khô thoáng mát mẻ, mặc đồ không quá chật, tránh các hoạt động ra nhiều mồ hôi đối với những người dị ứng thời tiết nóng người bệnh cần tránh để cơ thể có sự mất cân bằng nhiệt độ một cách đột ngột như hạn chế ra ngoài trời khi thời tiết nóng lạnh hoặc mưa gió thất thường hay như nhiệt độ trong nhà phòng làm việc nơi ở tranh lệch nhiều so với nhiệt độ ngoài trời bên cạnh đó trong những trường hợp biểu hiện dị ứng nặng cần sử dụng các thuốc điều trị theo ý kiến bác sĩ chuyên khoa dị ứng miễn dịch lâm sàng Các biểu hiện lâm sàng của dị ứng thời tiết khá đa dạng, có thể biểu hiện ở da, gây ra các tình trạng ngứa da, nổi bẩn đỏ, sưng phù ở da. Dị ứng thời tiết cũng có biểu hiện ở mũi như ngứa mũi, hắt hơi, sổ mũi, chảy nước mũi, gây viêm mũi dị ứng, hoặc ở đường hô hấp với biểu hiện co thắt phế quản trong bệnh hen phế quản. Trong đó, biểu hiện ở da và mũi là rất thường gặp. Nguyên nhân chính là do thời tiết thay đổi, đặc biệt là khi trời chuyển lạnh, độ ẩm cao khiến da giảm tiết mồ hôi và chất bã nhờn, chất sừng của da bị mất nước, da trở nên khô hơn, đóng ít vậy Ảnh hưởng của nó cũng khiến các protein trong cơ thể biến chất trở thành chất đối nghịch với cơ thể, khiến cơ thể phản ứng bằng cách ngứa, nổi mẩn, sẩn mê đay đối với những người có làn da mẫn cảm thì khi thời tiết chuyển lạnh rất dễ bị giãn mạch khiến chất huyết tương của máu tràn qua thành mạch xâm nhập vào các mô gây ngứa và sưng nề lúc đó cơ thể bị dị ứng sản sinh ra chất histamin gây ngứa Để phòng tránh các cơn viêm mũi xoang dị ứng cách tốt nhất là tránh tiếp xúc với các dị nguyên, nên giữ nhiệt độ cơ thể ổn định, tránh việc thay đổi nhiệt độ đột ngột hoặc liên tục, tránh tiếp xúc với chó mèo, phấn hoa, bụi, khói thuốc. Để phòng những cơn đau đầu dị ứng thời tiết nên ăn nhiều rau xanh, rau quả có nhiều vitamin C, uống đủ 2 lít nước mỗi ngày nhằm điều hòa cơ thể, tập thể dục thể thao điều độ nhằm tăng cường sức khỏe. Cũng có thể uống các loại thuốc bổ B1, B6, B12 tránh làm việc dưới trời nóng gắt. Về mùa đông nên mặc ấm và giữ ấm đầu, tránh những nơi ồn ào nó nhiệt khiến cho không khí ngột ngạt dẫn đến hạ huyết áp và gây ra những cơn đau đầu. Những người nổi mề đay lạnh nên tránh tiếp xúc với không khí lạnh cũng như nước lạnh càng nhiều càng tốt. Ví dụ bơi lội trong nước lạnh là nguyên nhân phổ biến nhất của một phản ứng nghiêm trọng toàn bộ cơ thể dẫn đến ngất xỉu, sốc và tử vong. Dị ứng thời tiết cũng rơi vào từng thời điểm trong năm chứ không phải lúc nào bệnh cũng xuất hiện. Nóng bức, thời tiết nóng bức dễ ra mồ hôi nhiều sẽ làm cho bề mặt luôn ẩm ướt, gây nên tình trạng viêm nhiễm sần ngứa khó chịu. Bên cạnh đó, nóng trong người sẽ tấn công vào gan, dễ làm nguy cơ mẩn ngứa tăng cao. Dị ứng khi quá lạnh Mùa đông nhiệt độ lạnh sẽ làm tăng nguy cơ mắc phải bệnh dị ứng tăng lên do phản ứng dị ứng của cơ thể khi mất cân bằng với nhiệt độ của cơ thể, khiến da dễ bị mất nước, dẫn tới việc kích ứng da, làm khô da và nhạy cảm hơn. Quý vị và các bạn thân mến, từ đây chúng tôi xin kết thúc mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh truyền hình Hương Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.